Ta là sự sống lại và ai tin ta sẽ không chết đời đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng kính thưa cha quý tử, gia đình tăng hiếu và quý quan khách. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe chính là bài tin mừng của Chúa Nhật thứ năm mùa chay vừa qua. Chắc chắn cộng đoàn đã được nghe quý cha chia sẻ về câu chuyện Chúa Giêsu làm cho ông Lazaro chết chôn trong mộ 4 ngày đã sống lại. Và trong câu chuyện này, Đức Giêsu đã tuyên bố Ngài là sự sống lại và là sự sống. Trong thánh lễ an táng này, con chỉ muốn nhấn mạnh một vài điểm như một sự nhắc lại những gì cộng đoàn đã được nghe trong Chúa Nhật vừa qua, và xin được trình bày 3 điểm sau đây. Thứ nhất, sự sống là gì và ai là người làm chủ sự sống? Thứ hai, ngoài sự sống thể lý ở đời này, liệu còn có sự sống nào sau cái chết của chúng ta không? Thứ ba, niềm tin vào sự sống đời sau mang lại lợi ích gì? Giờ đây, xin cộng đoàn đi vào điểm thứ nhất, sự sống là gì và ai là người làm chủ sự sống? Nếu lên trên mạng, đánh trên Google sự sống là gì, chúng ta thấy khoa học định nghĩa về sự sống rất phức tạp, rất khó hiểu. Ở đây chúng ta chỉ định nghĩa về sự sống theo từ điển Công giáo. Chúng ta có cuốn từ điển Công giáo rất to, định nghĩa về những gì liên quan đến đạo của chúng ta. Thì từ điển Công giáo cho chúng ta định nghĩa thế này: sự sống là ân ban, là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Mất sự sống là mất tất cả. Sự sống quý giá đến nỗi Chúa Giêsu trong tin mừng Luca chương 9 câu 25 đã nói: được lời lãi cả và thế gian mà mất mạng sống thì nào lợi ích gì. Nếu chúng ta nhớ lại ngày xưa tại nhà thờ chính tòa Thái Bình, khẩu hiệu to nhất, lớn nhất ở trong nhà thờ chính tòa đó chính là khẩu hiệu: được lời lãi cả và thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích lợi gì. Và đây cũng là câu mà đánh động Thánh Augustino, là bổn mạng của rất nhiều người trong giáo xứ Trung Đồng chúng ta, trong đó có ông cố mà chúng ta dâng thánh lễ an táng hôm nay. Do vậy, sự sống là quà tặng quý giá nhất. Chúng ta chỉ nói vắn gọn vậy thôi: sự sống là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Vậy ai làm chủ sự sống? Có nhiều người nói: bố mẹ tôi cho tôi sự sống. Câu nói đó, quan điểm đó có đúng không? Thưa, không ai trên đời này làm chủ sự sống. Vì nếu có ai đó làm chủ sự sống thì người đó không chết. Làm chủ mà, tôi giữ sự sống mà, không chết. Và người đó có thể cho người khác sự sống. Nhưng mà khốn nỗi trong chúng ta ai cũng chết hết, thế nên là chẳng ai làm chủ sự sống. Nếu chúng ta làm chủ sự sống thì có rất nhiều người, đặc biệt là con cháu ông cố, sẽ cho ông cố sự sống để ông cố sống mãi. Nhiều người con cháu sẵn sàng. Nhưng mà không, chúng ta không làm chủ sự sống nên không thể cho được. Không ai có thể cho người khác sự sống vì họ không làm chủ sự sống. Chỉ có một mình Thiên Chúa, đấng hằng sống, đấng ban sự sống mới là chủ sự sống thôi. Chúa Giêsu khi làm cho ông Lazaro, rồi làm cho con trai bà quá thành Na-im và cho con gái ông Giai-rô sống lại, cho thấy chính Ngài là Thiên Chúa, đấng ban sự sống và là chủ sự sống. Cái điểm chính yếu của lời Chúa Chúa Nhật thứ năm mùa chay là thế: Đức Giêsu Kitô chính là sự sống. Nếu Chúa Nhật thứ ba, Chúa Giêsu Kitô ban nước hàng sống, Chúa Nhật thứ bốn, Chúa Giêsu là ánh sáng ban sự sống, thì Chúa Nhật thứ năm này, Đức Giêsu Kitô khẳng định chính Ngài là sự sống và là đấng ban sự sống. Điểm chính yếu của Chúa Nhật thứ năm mùa chay là vậy. Chúa Giêsu làm chủ sự sống nên Ngài có quyền ban lại sự sống cho những người đã chết, thậm chí chết chôn trong mộ 4 ngày mà vẫn sống lại. Chôn trong mộ 4 ngày nghĩa là ông này chắc phải chết một tuần rồi.
Bình thường người ta để lại mà rú ông cố đây chẳng hạn, qua đời từ hôm thứ tư mà hôm nay chúng ta phải an táng như là 3 ngày, mà cộng với 4 ngày trong mồ nữa là 7 ngày cơ, và vẫn được sống lại. Đức Giêsu gọi một cái anh Lazaro trỗi dậy ra khỏi mồ để khẳng định Ngài chính là đấng ban sự sống và là chủ sự sống. Nhưng sự sống mà chúng ta vừa đề cập là sự sống thể lý. Vậy ngoài sự sống này còn có sự sống nào sau cái chết không? Chúng ta chuyển sang ý thứ hai, sự sống sau cái chết. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với cô Martha, chị của Lazaro: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Xin cộng đoàn chú ý câu: ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Nghĩa là Chúa mặc khải có sự sống sau cái chết. Sự sống này mang tên sự sống đời đời, sự sống trên thiên quốc, hay nói theo kiểu bình dân nhà đạo chúng ta, sự sống trên thiên đàng. Chúng ta có thể khẳng định rằng đa số nhân loại trên thế giới đều tin có sự sống đời sau. Chỉ có điều cuộc sống đó như thế nào thì mỗi tôn giáo, mỗi dân tộc lại có những quan niệm khác nhau, nhưng hầu như cùng có chung một điểm, đó là nếu cuộc sống đời này sống lành, sống tốt, sống thánh thiện nhân ái, sống tử tế thì cuộc sống đời sau sẽ hạnh phúc. Còn nếu sống ngược lại thì sẽ có cuộc sống đời sau bất hạnh và vô cùng bất hạnh. Vậy thì niềm tin vào sự sống đời sau mang lại lợi ích gì? Chúng ta chuyển sang ý thứ ba, lợi ích của việc tin có sự sống đời sau. Nếu tính toán và suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy người tin có sự sống đời sau, có thiên đàng, có hỏa ngục, có lợi hơn người không tin. Ở đây chúng ta đưa ra hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, nếu không có sự sống đời sau, chết là hết, thì người tin và người không tin đều như nhau. Người tốt và người xấu sau khi chết là hòa cả làng. Nó ăn gian, nói dối, nó tham mô, nó móc ngoặc, nó giết người, chết xong láng bằng cái người ăn ngay ở lành, hòa cả làng. Nhưng xét theo khía cạnh đạo đức nhân bản thì người tin vẫn có lợi hơn. Vì khi tin có sự sống đời sau, có thiên đàng, có hỏa ngục, họ sẽ sống cẩn thận hơn, sống tốt hơn, sống công chính hơn, sống tử tế hơn, và tâm hồn họ sẽ thư thái bình an. Chúng ta thấy các bậc thánh hiền, chính nhân quân tử luôn sống ung dung tự tại, còn những kẻ làm điều xấu, điều ác luôn sống trong dằn vặt lo âu, không sung sướng gì đâu. Tham ô tham nhũng, giết người cướp của, không sung sướng gì đâu, dằn vặt suốt đời. Như vậy trong trường hợp này, người tin và sống niềm tin và sự sống đời sau vẫn hơn người không tin, không sống niềm tin đó. Người tin vẫn có lợi hơn. Đó là giả thuyết thứ nhất, chết là hết thì người sống có niềm tin vẫn hơn. Giả thuyết thứ hai, có sự sống đời sau thật thì người tin rõ ràng là lợi hơn, vì được hạnh phúc đời đời, được lời lãi cả đời này và đời sau nữa. Còn người không tin thì thiệt cả đời này và cả đời sau, mà đời sau những đời đời chứ không phải là ít đâu. Đó. Tóm lại, giả thuyết nào thì người tin vẫn có lợi hơn người không tin. Còn chúng ta tin chắc chắn có sự sống đời sau, vì chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta điều đó như chúng ta đã đề cập ở trên. Đến đây tôi nhớ lại, không biết là ở đây có anh chị em nào ngày xưa đi dự lễ của Đức Cha Đa Minh Ninh Đức Trụ không? Người lấy một cái ví dụ rất là hay. Đức Cha Đa Minh Trụ đó lấy ví dụ về chuyện này. Ngài nói, nếu hồi đó thì nhà khí tượng và dự báo thời tiết chưa chuẩn như bây giờ, nếu như đài báo truyền hình thông báo đêm nay cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào vùng từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa
và trung tâm bão sẽ đi qua tỉnh Thái Bình. Thông báo như vậy, cái người mà tin thì bắt đầu đi chuẩn bị chằng chống cửa, sửa sang cửa nhà, nhìn xem cái mái nó làm sao, xem cái cửa nó chắc chắn chưa, neo rồi buộc, rồi làm tất cả mọi thứ để cho mọi người đều được sống an toàn và tất cả những phương tiện cũng như cơ sở vật chất đều được bảo đảm. Còn nếu anh không tin, bảo ôi giời ơi, gớm, cái đài báo toàn nói vớ vẩn, làm gì có bão bây giờ. Giả sử nếu không có bão thì cái người tin được cái là sửa sang lại nhà cửa để cho nhà cửa mình nó được chắc chắn hơn. Còn anh không tin thì thôi, thì nó cũng đến nó như thế thôi. Nhưng nếu có bão thật thì cái người mà tin chẳng chống nhà cửa, sửa sang nhà cửa, bão nó đến cứ ngồi ung dung trong nhà thôi, không sao cả. Còn anh không tin, lúc đó trở tay không kịp và chết là cái chắc. Đó, ví dụ cho ông ta có thể hiểu về cái lợi ích của người tin và người không tin. Nhưng ở đây với chúng ta tin chắc chắn có sự sống đời sau vì Đức Giêsu Kitô đã nói với chúng ta điều đó. Cụ cố Augustino Trần Danh Tuyên đã sống triệt để niềm tin đó. Hạt giống đức tin được gieo vào tâm hồn cụ ngay khi còn trong lòng mẹ, vì cụ được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh. 3 ngày sau khi sinh, cụ đã được rửa tội. Chúng ta thấy đạo đức không? Bình thường chúng ta hồi đó là 8 ngày, nhưng đây 3 ngày đã được đi rửa tội rồi. 5 tuổi chịu phép thêm sức. Bình thường chúng ta là 7 tuổi, 8 tuổi và ngày nay là 13, 14, 15, 16 cơ. Mới chịu phép thêm sức. Vậy cụ này 5 tuổi đã chịu phép thêm sức. Đây là điều rất đặc biệt và chỉ có những gia đình đạo hạnh sốt sáng mới lo liệu cho con mình lĩnh bí tích sớm như vậy. Gia đình đạo đức đạo hạnh. Vì tin vào Chúa, tin vào sự sống đời sau nên mới 11 tuổi, tức là vào năm 1945, cụ đã tham gia nhiệt tình sứ đoàn nghĩa binh thánh thể, tức là thiếu nhi thánh thể bây giờ đấy, và công giáo tiến hành, đồng thời giúp việc cho cha cố Gioan Bautista Trần Du Đồng tại những nơi ngài làm mục vụ. 11 tuổi đã đi giúp rồi, giúp lễ, giúp các việc, rồi tham gia thiếu nhi thánh thể, tham gia công giáo tiến hành. Đó là một con người sốt sáng và sống có niềm tin. Tin vào Chúa, tin rằng những việc tốt lành mình làm sẽ như những đồng tiền gửi vào ngân hàng thiên quốc, nên cụ tận dụng khả năng Chúa ban để làm việc nghĩa, việc thiện. Chúa ban cho cụ có tài cắt may, nên năm 16 tuổi cụ đã là thợ may nổi tiếng trong vùng. Không phải cái vùng một cái xứ Trung Đông này đâu, mà cả tam tổng mèn 5 giáo xứ. Mà không chỉ 5 giáo xứ mà cả địa phận. Cụ đã giúp các cha, các thầy, các đoàn hội trong miền, các giáo xứ và cả trong giáo phận với phẩm phục tôn giáo, phẩm phục linh mục, áo dòng linh mục, rồi áo của tu sĩ, tức là cái áo khẩu đấy, cờ ảnh các đoàn hội, áo dâng hoa, áo tông đồ, vân vân. Cắt may để làm những việc thiện, việc tốt cho mọi người. Và như cộng đoàn chúng ta đã biết, từ sau biến cố 1954 cho đến tận năm 2000, cách đặc biệt là những năm 1960 đến 1980, việc sống đạo tại miền Bắc của chúng ta cực kỳ khó khăn. Nếu những người sống vào cái thời đó mới biết được, chứ bây giờ nói với giới trẻ thì nó như là kể chuyện cổ tích thôi. Nhưng mà sống vào thời đó, chỉ cần chăm đi nhà thờ là bị ghi vào sổ đen là người phải theo dõi. Sống đạo ngoan đạo, chăm đi nhà thờ là bị theo dõi. Chỉ cần giao lịch hay đọc thông báo trong nhà thờ là bị bắt đi cải tạo. Nếu có vị mà đọc thư của Đức Cha Trụ chẳng hạn, hay là giao lịch, phải ngồi ở trong phòng áo ấy rồi. Trong phòng áo giấu kín, mà cái giọng là phải giọng khác, chứ giọng họ mà phát hiện ra giọng của ai là ngày mai bị gọi lên xã và đưa đi cải tạo, chứ không được đứng công khai rao lịch ở đây như chúng ta làm ngày nay đâu.
thời đó nó khó như vậy cơ. Mà sách vở tài liệu về đạo bị tịch thu hết. Chỉ cần sửa một viên ngói trên nhà thờ thôi, nó bị bão nó sộc sạch, sửa lại một tí là cũng bị gọi lên xá. Các đoàn hội không được phép hoạt động. Chính vì vậy mà cụ cố đã bị bắt đi cải tạo 6 năm. Từ năm 1970 đến 1975, lý do vì tham gia vào Đạo Binh Xanh, hay còn gọi là Hội Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ, chỉ với mục đích cầu nguyện cho hòa bình thế giới và quê hương thôi. Nhưng người ta không biết, nghe Đạo Binh Xanh nghe nó kinh lắm. Nhưng mà thực ra mục đích của hội này là chỉ cầu nguyện với Đức Mẹ để ban hòa bình cho thế giới và cho đất nước chúng ta đang chiến tranh thời đó. Nhưng với niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự sống đời đời, vào tình mẫu tử của mẹ Maria, cụ cố vẫn kiên tâm trung thành với Chúa, với giáo hội, như bài đọc 1 sách Khôn Ngoan mà chúng ta nghe. Những người công chính ở trong tay Chúa, đau khổ và sự chết không làm gì được họ, bởi vì cụ tin vào Chúa. Khi được trả tự do về quê hương, mặc dù việc sống đạo vẫn còn khó khăn, cụ cố tiếp tục hăng say làm việc cho Chúa, chăm lo dạy dỗ con cái sống đạo sốt sắng, kính trên nhường dưới và anh em đùm bọc lẫn nhau. Cụ cố sinh được ít con thôi, có mỗi 9 đứa. Ngoài việc phục vụ bà con lối xóm và cộng đoàn bằng nghề may, cụ còn tham gia ban kim nhạc với chức danh trưởng ban, 3 khóa phó ban kiêm thư ký huynh đoàn Nam Minh. Nhưng đặc biệt, cụ cố đã dâng hiến người con của mình cho Chúa và hiện đang là linh mục phục vụ tại giáo phận nhà, và hiện nay đang là cha xứ, chánh xứ của giáo xứ Hữu Vi gần đây thôi. Các con cái của cụ cũng đều tham gia tích cực vào các công việc của giáo hội địa phương cũng như tại những nơi xa quê mà họ sinh sống. Anh trưởng ban đồng hương, trưởng hội đồng hương của giáo xứ Trung Đồng tại miền Nam là con của cụ cố và hiện đang có mặt tại đây. Có thể nói cuộc đời cụ cố như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng. Một cuộc đời pha trộn niềm vui và nước mắt, hạnh phúc và gian nan. Nhưng nhờ lời cầu nguyện liên lỉ, nhờ niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, tin có sự sống đời sau, nhờ phó thác cho mẹ Maria, cụ cố đã trung kiên với Chúa đến cùng. Và Chúa đã đến gọi người tôi trung về với Ngài vào lúc 21:05 thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023. Hôm nay chúng ta cùng với cố dâng lời tạ ơn Chúa và phó thác linh hồn cố trong tay Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Chúng ta cũng xin Chúa ban ơn nâng đỡ cha quý tử và mọi người trong gia tộc để qua biến cố này mọi người lãnh nhận được nhiều ân lành của Chúa và được bình an trong Ngài. Chúng ta cũng xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta khi tham dự thánh lễ vừa mang tính đức tin tôn giáo nhưng cũng chất chứa đầy ắp tình người và lòng hiếu thảo này. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.